Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày 10 tháng 3 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Dr. Thanh liên thớt, ai sẽ sơi tái tài sản tỷ đô. Hồi tháng 12 năm 2020, vụ đất đai của con gái ông chủ tịch Tân Hiệp Phát, Dr. Thanh bị khui ra lần thứ hai trên mặt báo chí. Tuy nhiên, do bận đấu đá ở đại hội lần thứ 13 nên mọi chuyện được gác lại. Nay, khi kỳ ăn chia cuối cùng Hội nghị Trung ương 2 khóa 13 vừa đến ngày cuối thì lập tức con gái ông Dr. Thanh được réo tên trở lại lên mặt báo. Được biết ở đất nước Việt Nam, doanh nghiệp mà không dựa vào nhóm lợi ích chính trị để kinh doanh thì lớn không nổi. Tuy nhiên nếu dựa vào chính trị thì nó như con dao hai lưỡi, hết lợi thành hại. Có lúc Tân Hiệp Phát rất mạnh nhưng có lúc người ta cũng muốn tấn công hạ bệ doanh nghiệp này. Đấy là đối với doanh nghiệp nào biết nương theo chính trị thì đó là doanh nghiệp thức thời. Còn đối với những quan chức chính trị thì lại khác, họ xem những doanh nghiệp như là con vịt để họ vặt lông. Nếu quan chức nào muốn tiến thân thì đầu tư vào chính trị và dựa vào những cây cao bóng cả hơn. Còn doanh nghiệp muốn là năm ăn nên làm ra thì phải quy lụy quan chức cỡ lớn. Khi quan đỡ đầu cho doanh nghiệp hết thời thì doanh nghiệp cũng nên tỏ ra thức thời, tìm người khác để phò, nếu không thì rất dễ bị ăn thịt. Đối với một doanh nghiệp thì việc gọi tên trên báo chí nó có hai ý nghĩa. Thứ nhất là sắp sửa bị làm thịt. Thứ nhì là cảnh báo các doanh nghiệp đó phải biết điều, nếu không thì sẽ ăn không nên, làm không ra. Đây là hình ảnh bài báo Việt Nam Express đăng tin về việc khởi tố vụ án liên quan đến con gái của Dr. Thanh. Sự giàu có của quan chức trong chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam nó xuất phát từ hai nguồn. Nguồn thứ nhất là tham nhũng từ tiền ngân sách. Thứ nhì là bòn rút từ doanh nghiệp. Không một quan chức nào mà không muốn dùng quyền lực của mình để moi tiền theo cách đó. Nơi muốn đánh Dr. Thanh là ai? Câu hỏi cũng được đặt ra. Gia đình ông Dr. Thanh ở thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đang khởi tố con gái ông Thanh là cơ quan cảnh sát điều tra C01 của Bộ Công an. Bộ Công an khởi tố vụ án điều tra dấu hiệu tội phạm trong việc bà Trần Uyên Phương bị tố cáo lừa đảo thông qua chuyển nhượng dự án cổ phần. Vào ngày 9 tháng 3, động thái này đã được cơ quan cảnh sát điều tra C01 Bộ Công an đưa ra sau 5 tháng nhận được đơn tố cáo của ông Lê Văn Lâm, tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư phát triển Kim Oanh Đồng Nai. Công ty Kim Oanh, ông Nguyễn Văn Trung, 35 tuổi, giám đốc công ty DCB và Lâm Hoàng Sơn cùng sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Điều đáng nói là người gửi đơn tố cáo bà Trần Uyên Phương sao không tố cáo tại công an thành phố hay viện kiểm sát nhân dân thành phố mà lại viết đơn mang ra tận Hà Nội để tố cáo. Điều này có hai khả năng. Thứ nhất là vì người tố cáo muốn ấy né thành phố Hồ Chí Minh vì nơi đây là lãnh địa của ông Thành, hoặc có thể người tố cáo ấy là cò mồi. Cứ tố lên thì cơ quan chức năng sẽ có cớ để khởi tố. Tuy nhiên, đó là hướng nào thì cần phải phân tích kỹ mới có thể làm sáng tỏ vấn đề. Cho tới bây giờ, nơi muốn đánh chủ Tân Hiệp Phát phải là thế lực trung ương chứ không phải là địa phương. Bởi đơn giản, nếu là địa phương thì công an thành phố Hồ Chí Minh đã vào cuộc. Điều đáng chú ý là quyết định khởi tố vụ án do Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành, Phó Thủ trưởng cơ quan thường trực C01 ký, tội áp cho bà Uyên Phương là có dấu hiệu tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 174 của Bộ luật Hình sự. Được biết, Thiếu tướng Hoành mới được bổ nhiệm từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Đây là hình ảnh tướng Đỗ Văn Hoành bên phải. Trước đó, trong đơn tố cáo, ông Lê Văn Lâm cho rằng bà Trần Uyên Phương và ông Trần Quý Thanh cùng một số người liên quan có hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua chuyển nhượng dự án cổ phần của doanh nghiệp. Các ký kết giữa hai bên là hợp đồng giả cách, tức là các bên thực hiện nhằm che giấu đi một hợp đồng khác. Bản chất là việc vay mượn tiền. Theo ông Lâm, hành vi của bà Uyên Phương và những người này gây thiệt hại cho Kim Oanh Đồng Nai hơn 1.000 tỷ đồng. Và câu hỏi đặt ra là vì sao lại khởi tố vụ án này và đúng lúc vừa chia xong chiếc ghế. Đơn vị chỉ đạo Bộ Công an chỉ có hai nơi. Thứ nhất là Văn phòng Trung ương Đảng và thứ nhì là Chính phủ. Được biết, C01 gửi văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các sở, ngành giữ nguyên hiện trạng pháp lý, tạm dừng mua bán tặng cho thế chấp cổ phần quyền sử dụng đất đối với công ty Minh Thành Đồng Nai. Dự án khu dân cư định dịch vụ
theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành. Khu đất này được phía ông Lâm cho là tài sản đã bị chiếm đoạt. Đến ngày 25 tháng 11, C01 tiếp tục gửi văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các Ủy ban Nhân dân quận Thủ Đức, quận Bình Tân giữ nguyên hiện trạng 33 thửa đất đứng tên bà Phương tại các địa phương này. Như vậy là hiện nay, từ C01 đã chỉ đạo các địa phương liên quan đến sai phạm của bà Trần Phương Uyên thực hiện giáo diệt. Điều này chứng tỏ nhân tố tại Trung ương đang rất quyết liệt trong vấn đề. Công ty Tân Hiệp Phát của ông Dr. Thanh đã nhiều năm nay được sự ưu đãi của chính quyền từ địa phương đến Trung ương. Dr. Thanh là một thế lực có thể nói là bất khả xâm phạm từ nhiều năm qua. Việc hiện nay doanh nghiệp tỷ đô này bị sờ gáy, nó không phải những sai phạm trong kinh doanh mà nó mang màu sắc chính trị trong đó. Được biết đã từng có doanh nghiệp bị sờ gáy liên quan đến chính trị như Vũ Nhôm hay Út Trọng. Tuy nhiên vì quy mô doanh nghiệp của những nhân vật đứng đầu đang bị bỏ tù kia. Đây là hình ảnh bà Trần Uyên Phương, con gái ông chủ Tân Hiệp Phát. Hiện nay bà Trần Uyên Phương ủy quyền cho đại diện pháp luật của bà đối phó với C01. Giữ nguyên quan điểm trước đó cho rằng đại diện công ty Kim Oanh tố cáo bà Uyên Phương chiếm đoạt công ty Minh Thành bằng những hợp đồng giả cách là không đúng sự thật. Các hợp đồng chuyển nhượng là có thật, được thực hiện trên thực tế giữa các bên. Do đó, quyền sở hữu cổ phần của công ty Minh Thành, công ty Kim Oanh được chuyển cho bà Uyên Phương là đúng với pháp luật. Lộ diện thế lực đang muốn đánh gần Tân Hiệp Phát. Thực ra, ông Trần Quý Thanh từ lâu nay đã có mối quan hệ khá thân tình với ông Nguyễn Phú Trọng. Dù trong vấn đề kinh doanh, ông Trần Quý Thanh có nhiều cách xử lý khủng hoảng mang tính chèn ép người thấp cổ với họng. Nhưng sự thật là doanh nghiệp Tân Hiệp Phát của ông ta là một doanh nghiệp mạnh thật sự. Ông ta xây dựng doanh nghiệp liên doanh và liên quan đến sản xuất, chứ không phải liên quan đến doanh nghiệp thương mại. Mà doanh nghiệp sản xuất thì lại luôn là nền tảng cho nền kinh tế quốc gia. Ở khía cạnh nào đó thì doanh nghiệp Tân Hiệp Phát cũng là một làm ăn thật, chứ không phải là cơ quan đầu tư như hầu hết các doanh nghiệp khác. Vì vậy, doanh nghiệp này có sức mạnh thật sự và các tập đoàn khác rất muốn mua lại những gì đang có trong tay ông Trần Quý Thanh. Vậy nên, ngoài ông Nguyễn Phú Trọng thì ông Trần Quý Thanh còn kết giao với rất nhiều quan chức cấp cao khác, đặc biệt là các quan chức đã từng nắm quyền tại Thành phố Hồ Chí Minh. Và muốn xác định ai muốn nắn gần Tân Hiệp Phát thì phải đặt câu hỏi rằng ai nắm được Bộ Công an. Mà như đã nói là người nắm Bộ Công an chỉ có thể hoặc là Tổng Bí Thư hoặc là Thủ tướng, trong khi đó Tổng Bí Thư thì đã là người quen của ông chủ Tân Hiệp Phát. Vậy việc nắn gần này chỉ có thể là Văn phòng Thủ tướng. Đây là hình ảnh liệu Phạm Minh Chính có muốn nắn gân doanh nghiệp để kiểm soát những doanh nghiệp lớn hay không. Ông Phạm Minh Chính hứa hẹn là một người mạnh mẽ hơn ông Nguyễn Xuân Phúc, hoặc thậm chí sẽ còn thâm hơn ông Phúc. Và ông cũng mạnh hơn Nguyễn Xuân Phúc rất nhiều về các mảng khác nhau. Việc đoạt chức Thủ tướng chỉ mới đây và chưa chính thức ngồi vào chiếc ghế, nhưng để dọn đường cho ngày ông Phạm Minh Chính lên nắm quyền, thì ắt ông ta đã có chỉ đạo nắn gân những doanh nghiệp lớn phải biết điều với ông ta. Và liệu doanh nghiệp tỷ đô Tân Hiệp Phát có dễ sơi hay không là câu hỏi cũng được đặt ra. Có thể nói ông Trần Quý Thanh là con người rất giỏi ngoại giao. Phần vì trong tay ông có cả tỷ đô, phần vì nhiều quan chức cũng muốn làm người đỡ đầu cho Tân Hiệp Phát để kiếm trác. Vì thế mà nhiều năm qua thế lực của ông Tân Hiệp Phát rất mạnh. Bằng chứng là Dr. Thanh đã xảy ra nhiều vụ bê bối lớn nhưng không ai làm gì được thế lực của gia đình ông Trần Quý Thanh cả. Lần này có thể có những lần khác những lần trước, sự nắn gân lần này rồi cũng sẽ đưa đến thỏa hiệp nào đó, chứ không hẳn là để đánh sập doanh nghiệp tỷ đô của cha con ông Trần Quý Thanh. Đây là hình ảnh ông Trần Quý Thanh, người đã thu xếp êm đẹp cho nhiều vụ bê bối liên quan đến Tân Hiệp Phát. Sau đại hội lần thứ 13, thế lực mới nổi lên khá nhiều. Ngoài Trung ương thì có Phạm Minh Chính đang chứng tỏ ông ta là một thế lực không thua gì thế lực cũ. Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà ông Trần Quý Thanh đăng ký hộ khẩu thì cũng có thế lực mới nổi lên. Đó là thế lực của Nguyễn Văn Nên. Ông Nguyễn Văn Nên là một thế lực đang mới nhưng rất mạnh. Rất có thể sắp tới ông Nguyễn Văn Nên sẽ chạm đến gia tộc Lê Thanh Hải để củng cố uy lực với những ai được ông Lê Thanh Hải cải cắm trở lại. Vì vậy mà ông chủ Tân Hiệp Phát sẽ phải thỏa hiệp để tồn tại. Về câu hỏi ai muốn sơi doanh nghiệp tỷ đô của Tân Hiệp Phát thì câu trả lời
là ai có quyền lực cũng muốn cả. Tuy nhiên, với một doanh nghiệp lão luyện như ông Trần Quý Thanh thì khó mà có thể để cho người ta sơi tái cho được. Vì vậy, việc réo tên con gái ông Trần Quý Thanh lên báo chỉ có thể là sự nắn gần. Sự thật là doanh nghiệp tỷ đô không hề dễ sơi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm đê ngày hôm nay thứ Tư ngày 10 tháng 3 năm 2021 với bản tin Dr. Thanh sẽ lên thớt, ai sẽ sơi tài sản tỷ đô. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết, bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đê.